Các bạn thân mến, trong các chuyên đề kỹ năng tự vệ của những lần trước thì chúng tôi đã giới thiệu với các bạn những kỹ năng chúng ta thoát hiểm khi bị bóp cổ, hoặc một số kỹ năng xử lý khi chúng ta bị giật điện thoại hoặc là giật túi xách trên đường. Và những clip này thì cũng đã được hàng triệu lượt xem và theo dõi. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm, những ý kiến đóng góp đến từ các bạn. Và trong chuyên đề kỹ năng tự vệ ngày hôm nay, VH giới thiệu đến các bạn những kỹ năng xử lý khi chúng ta bị giàn cảnh trên đường. Ở những trường hợp mà chúng ta gặp giàn cảnh thì cách xử lý khôn ngoan nhất là chúng ta nên rút chìa khóa tắt máy xe, rút chìa khóa và chúng ta bỏ vào túi, sau đó chúng ta cùng lúc đó chúng ta ôm vỏ vào. Trường hợp mà cảm thấy căng thẳng quá thì các bạn cứ la lớn lên là cướp để cho người dân người ta hỗ trợ với chúng ta, và chúng ta tuyệt đối không nên quay lưng lại đằng sau để coi chuyện gì xảy ra, vì nếu chúng ta quay lưng lại như vậy thì chúng ta sẽ mất đồ. Khi chúng ta lưu thông trên đường phố, trường hợp chúng ta bị kẻ xấu móc túi để lấy điện thoại, tay chúng ta đang cầm tay ga như thế này thì chúng ta không thể nào chúng ta bỏ tay ga được. Cách xử lý khôn ngoan nhất là chúng ta giơ chân lên, chúng ta đạp ra ngoài là chúng ta sẽ không bị mất điện thoại. Chúng ta lưu thông trên đường phố, lỡ trường hợp mà chúng ta bị va quẹt xe, té dẫn đến tình trạng là té xe, thì chúng ta không nên ngồi trên xe để chúng ta xử lý cái tình huống như vậy. Mà nếu mà những trường hợp lỡ như trường hợp bên kia mà có tính nóng quá nhảy lên đánh chúng ta, thì chúng ta sẽ dẫn đến tình trạng là chúng ta bị té xe và xe đè lên chân, rất là nguy hiểm, có thể là nguy hiểm đến tính mạng. Cách xử lý mà khôn ngoan nhất trong những tình huống như vậy là chúng ta nên gạt chống che xuống, khóa cổ xe, rút chìa khóa bỏ vào túi, và chúng ta đến chúng ta đỡ cái người mà gặp tai nạn và chúng ta hỏi thăm tình huống nó như thế nào, chúng ta giải quyết. Sao anh? Chúng ta nói là sao anh? Anh bị gì không? Lỗi anh ha. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi một số hướng dẫn của Barcelona Hàng Mai để chúng ta xử lý khi bị giàn cảnh qua quẹt xe hoặc là chúng ta bị móc điện thoại khi đang đi trên đường. Và các bạn hãy cùng đồng hành với chúng tôi trong những clip kỹ năng tự vệ tiếp theo tại địa chỉ www.voh.com.vn.